Ngày 3 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để tiêu thoát nước, ngăn triều cường, bảo vệ sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý, gia cố các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở đất để phòng tránh thiệt hại, tăng cường hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, chống tràn, các biện pháp đảm bảo an toàn cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi, thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai đúng trình tự thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra vào cửa biển, kiên quyết không cho ra biển hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định, nhất là các phương tiện không đảm bảo trang thiết bị an toàn, thông tin liên lạc. Liên tiếp 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có mưa to đến rất to. Tại thành phố Cà Mau, nhiều tuyến đường bị ngập gần 0,5m, rất nhiều ô tô, xe máy lưu thông qua lại các tuyến đường này bị chết máy. Nước ngập cũng tràn vào nhà khiến việc sinh hoạt, kinh doanh, mua bán của người dân bị xáo trộn.